Ghế đổ, gãy lưng. Tính tiền đi ông chủ ơi. Dạ, 10.000 đồng mà. Ôi trời ơi, con nhãi lại ngất bên đường thế kia. Cháu ơi, cháu làm sao vậy? Tỉnh lại đi, cháu ơi. Ừ, tại sao cháu lại nằm ở đây hả? Cháu bị ngất xỉu và nằm ở đây. Chú thấy nên gọi cháu vậy. Cháu thấy trong người có làm sao không? Nhà cháu ở đâu để chú đưa về? Dạ, cháu không sao ạ. Chắc hôm nay chưa ăn gì nên cháu có chút chóng mặt. Quán phở đối diện bên kia đường là của ta. Cháu vào ăn một bát phở, nằm nghỉ ngơi một lát, rồi ta đưa cháu về. Cháu cảm ơn chú, nhưng cháu không có gì đáng giá để đổi với chú, nên cháu không dám nhận lời mời của chú đâu ạ. Xem như chú bán thiếu cho cháu một bát phở này, khi nào có tiền cháu quay lại trả cho chú, nên cháu đừng có ngại. Dạ, thật sự nhà cháu rất nghèo, cháu không biết bao giờ mới có đủ số tiền để trả lại bát phở hôm nay mà chú mời. Cháu cảm ơn chú rất nhiều, nhưng cháu phải về thôi chú ơi. Không biết ông mình hôm nay có ho nhiều không nữa. Mình phải về nhanh để kịp nấu cháo và sắc thuốc cho ông uống. Chú ba ơi, coi quán giùm tôi chút xíu, tôi phải đi công việc gấp ngay bây giờ. Con bé thật nghị lực, rõ là nhà xa như thế mà bảo hôm nào đói cũng ráng đi bộ về. Cháu đã về rồi đây, cháu sẽ nấu cháo và sắc thuốc cho ông ngay ạ. Ông ơi, ông ngồi dậy ăn cháo và uống thuốc cho mau khỏe nha ông. Ông mau khỏe rồi cùng cháu đi dạo công viên nha ông. Thật khâm phục con bé, bằng mọi giá mình phải giúp đỡ nó. Âu cũng là cái duyên, mình không có may mắn để có được một người con hiếu thảo. Còn con bé thì lại không may mắn vì bố mẹ mất sớm. Thôi thì có khi ta và con lại có thể bù đắp cho nhau vậy. Ừ, sao cũng đã đến giờ tan học mà chưa thấy con bé đi ngang qua đây ta. Cháu chào chú ạ. Cháu mới đi học về hả? Vậy cháu có đói bụng không? Dạ, hôm nào đi học về cháu cũng đói, nhưng cháu không có đủ tiền để mua thức ăn. Cháu để dành tiền để mua gạo, nấu cháo và mua thuốc cho ông của cháu. Chú muốn nhờ cháu một việc. Là việc gì hả chú? Thế này nha, mỗi ngày cháu dạy cho ta học chữ. Vì ta chỉ biết nấu phở, nhưng ta lại không biết đọc và viết rành như cháu. Số chữ mà ta học được sẽ tương ứng với số bát phở mà ta tặng cháu. Vậy cháu sẽ giúp cho chú ạ. Nhưng cháu chỉ giúp chú học chữ thôi nha. Còn cháu không dám nhận phở của chú đâu. Bát phở đáng giá rất nhiều tiền, nếu đổi như vậy sẽ không công bằng cho chú đâu ạ. Này cháu, việc dạy chữ và bát phở chú đổi cho cháu là rất ngang bằng với nhau, vì cả hai đều được trả bằng công sức. Ngoài ra nó còn là giá trị của tấm lòng. Sau này lớn lên, cháu sẽ thấu giá trị ấy. Dạ, cháu đã hiểu rồi chú ơi. Vậy cháu đồng ý nha chú. Cháu ngoan lắm. Thế cô giáo tên là gì, để chú tiện gọi nào? Dạ, cháu tên Liên ạ. À, vậy là ta phải gọi là cô giáo Liên rồi. Chú có trêu cháu. Đây là ngày đầu tiên đi học, ta sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng cháu. Nào, mời cô giáo nhỏ của ta. Sáng nay cháu đã vất vả nhiều rồi, giờ ta trả công cho cháu. Phở thơm quá à. Cháu cảm ơn chú. Nhưng cháu có thể cho vào tô để dành cho ông cháu ở nhà được không chú? Cháu không phải lo. Hôm qua cháu dạy chú tận hai chữ, vậy là đổi bằng hai bát phở. Cháu ăn đi, lát chú lấy tô khác về cho ông nha.
Cháu chưa bao giờ được ăn ngon như thế này. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Cháu ăn nhiều vào để có sức khỏe lo cho ông của cháu. Mà chú có một đề nghị nữa muốn nói với cháu Liên à. Nếu không có cháu dạy chú học, chú phải bỏ ra một khoản tiền lớn để đi thuê cô giáo dạy. Số tiền ấy sẽ gấp rất nhiều lần bát phở mà chú tặng cháu. Thế nên chú sẽ trả cho cháu thêm một khoản học phí. Cháu sẽ dùng tiền đó để trang trải cuộc sống nha. Dạ, nhưng mà... Không nhưng nhỉ gì hết. Ta và cháu đang trao đổi rất công bằng. Thế nên cháu đừng có ngại. Chú tốt quá. Chẳng biết đến bao giờ cháu đền đáp được công ơn của chú. Vậy là ngày ngày Liên đến dạy chữ cho ông già bán phở. Thấm thoát cũng được 3 năm. 3 năm sau. Sao mấy hôm nay không thấy con bé qua đây dạy mình học nữa ta? Có khi nào con bé đã gặp chuyện gì không? Mọi người cho tôi hỏi thăm, hai ông cháu ở ngôi nhà này đã dọn đi đâu rồi? Mấy hôm trước ông của con bé đã mất, nó đưa ông về quê an táng rồi. Nghe đầu theo một người họ hàng lên thành phố giúp việc cho một nhà giàu nào đó rồi. Mà ông là người nhà của cháu bé hay sao vậy? Dạ không, tôi chỉ quen biết với gia đình của cháu Liên. Vậy phiền mọi người có biết cháu Liên đang làm ở đâu không? Chúng tôi không biết. Tôi chỉ nghe loáng thoáng là nó đã lên phố giúp việc cho một gia đình thương gia. Tội con bé, có mỗi ông ở cùng mà giờ ông cũng ra đi rồi. Ông con bé mất đột ngột quá nên chúng tôi cũng không kịp qua thăm hỏi con bé câu nào hết. Vâng, tôi cảm ơn mọi người. Tôi xin phép về ạ. Chắc tang sự của ông đột ngột quá nên con bé vội vàng không có điều kiện qua chào tạm biệt mình. Giá như mình có thể tìm con bé sớm hơn, ít ra mình cũng giúp được phần nào cho hai ông cháu của bé. Đến bây giờ mình chỉ biết cầu chúc cho cháu Liên có cuộc sống ổn định. Bây giờ hằng ngày không được trò chuyện với nó sẽ buồn đến nhường nào. 25 năm sau. Sao lại có chiếc phong bì ở trước cửa nhà mình thế này? Dạ, quán phở gia truyền của ông Hạt ngon thật đó. Lúc xưa bố mẹ tôi ăn ở đây, ai cũng bảo là rất ngon. Vâng, của quý khách là 300.000. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã 25 năm rồi. Không biết con bé giờ này đang ở nơi nào và cuộc sống của nó có tốt không nữa. Mình cứ thương nó như con vậy. Ngần ấy năm mà mình vẫn cứ ngỡ như là mới hôm qua. Nó còn ở đây và dạy cho mình học. Thật quái lạ. Mấy năm nay mỗi tháng lại có phong bì tiền đặt trước quán là sao ta? Không thấy ai đến nhận lại, chứng tỏ không phải họ gửi nhầm nhà. Số tiền cộng lại đã nhiều quá rồi, mình biết làm sao để trả lại người đó đây. Thôi chết, mình quên cây bút chì ở tiệm của chú rồi. Chiều nay lại học vẽ, phải quay lại lấy nhanh, không thì muộn mất. Rau mùi tàu 3 kg giá 30.000, thịt bò giá 150.000. Trời ơi, rõ ràng là chú ấy biết chữ, nhưng chú ấy lại cố tình giả vờ không biết để giúp đỡ cho mình. Nhất định khi lớn lên mình sẽ báo đáp ân nghĩa này. Ôi, đau quá, cây lưng của tôi đau quá. Hả? Chú có sao không chú? Tôi không sao cô ạ. Bệnh của người già ấy mà. Cảm ơn cô. Chú giờ già rồi, sao không đóng quán ăn an dưỡng tuổi già đi, mà còn phải vất vả sớm hôm làm gì vậy ạ? Cũng chẳng phải tôi cần tiền cô ạ. Nhưng số tôi sống cô độc, có một thân một mình. Cái quán phở gia truyền này tuy giờ không còn làm ăn khá như xưa,
Nhưng mỗi sáng có tiếng nói tiếng cười, tôi cũng đỡ buồn. Tuổi tôi đã gần đất xa trời rồi, có sống được bao lâu nữa đâu cô. Chỉ mong mỗi ngày sống vui vẻ, bình yên là tốt lắm rồi. Cha, con đã trở về, cha không nhận ra con sao? Lẽ nào Liên là con sao? Có phải Liên không? Là con đây. Con bé ngày nào đổi chữ lấy phở của cha đây nè. Con xin phép được gọi một tiếng cha nha cha. Con đã về rồi. Thầm mong con suốt mấy mươi năm nay, con có khỏe không? Con sống có tốt không? Dạ, trước đây cuộc sống còn khó khăn nhiều, con chỉ dám dành dụm gửi ít tiền để biếu cha. Nhưng giờ con đã chuyển về đây, có một công việc rất tốt. Cha cho con đón cha về để tận hiếu với cha, để bù đắp lại ân nghĩa cha đã dành cho con. Nếu trước đây mà không có cha giúp đỡ thì chắc con đã không được như ngày hôm nay rồi. Hồi xưa cha giúp con không phải nghĩ đến ngày được báo đáp. Cha chỉ nghĩ Âu cũng là cái duyên, mình không có may mắn để có được một người con hiếu thảo. Còn con bé thì lại không may mắn vì bố mẹ mất sớm. Thôi thì có khi ta và con lại có thể bù đắp cho nhau vậy. Ai ngờ ông trời thương tình cho cha một người con gái thật rồi. Những vết bầm trên lưng con gái. Khổ thân bà Mary, suốt ngày lầm lũi ở nhà. Con gái bận biểu suốt ngày à. Lắm lúc đi qua thấy bà một mình cùng bát cơm thấy tội á. À còn nữa, hôm trước tôi thấy cô con gái vào viện dưỡng lão. Chẳng lẽ... Fiona, mẹ nghe các bà hàng xóm nói... Tối nay con cố gắng về sớm nói chuyện với mẹ sau nha. Con đi làm đây. Nhưng mà... Thật là càng ngày nó càng không quan tâm gì tới người mẹ già này rồi. Khuya thế này rồi mà còn chưa về. Chắc lại đi gặp gỡ đám bạn của nó đây mà. Mẹ, mẹ chưa đi ngủ nữa sao? Mẹ còn... Thôi, con lên lầu ngủ trước đây. Mẹ cũng nghỉ sớm đi nha. Chúc mẹ ngủ ngon. Mình vất vả đi chợ, làm những món ăn con bé yêu thích để tẩm bổ cho nó. Vậy mà về còn không thèm nhìn đến mâm cơm, không thèm hỏi người mẹ này đã ăn hay chưa. Thật là, chuyện ở viện dưỡng lão, chẳng lẽ những người hàng xóm kia nói là đúng sao? Sáng hôm sau. Con à, con suốt ngày chỉ biết tới công việc thôi, chẳng quan tâm gì tới ai cả. Nhưng mà con bận thật mà mẹ. Con xem đi, 2 tuần nay con đi sớm về muộn, không thèm hỏi han ta một câu nào. Mẹ hãy hiểu cho con đi, chỉ một thời gian nữa thôi mà. Thôi đi, con không phải giải thích gì nữa. Cứ đi kiếm cho thật nhiều tiền vào, mặc kệ bà già này. Mẹ. Chẳng phải con muốn đưa mẹ đi viện dưỡng lão hay sao? Được rồi, tuần này mẹ sẽ chuẩn bị đồ đạc mà đi. Sao mẹ lại... Bố của con mất sớm, mình ta nuôi con khôn lớn. Vậy mà tới lúc ta chưa già lắm cẩm mà con đã hỏi thăm viện dưỡng lão cho ta rồi. Không phải như vậy đâu mẹ ơi, con cần giải quyết một số việc ở đó. Hơn nữa, viện dưỡng lão cũng tốt mà. Nếu như con... Cái gì? Tốt sao? Vậy thì còn điều gì không phải ở đây nữa? Được rồi, ta sẽ chịu theo ý của con. Fiona, cô có ở nhà không? Fiona! Fiona à, chiều hôm nay tôi phải đi lên cơ quan để xử lý việc đột xuất. Cô giúp tôi trông bé Bon chút nha. Được rồi, cô cứ để bé ở đây đi. Mẹ, nay cuối tuần, con đưa mẹ đi dạo nha.
mình đưa Bon đi chơi luôn. Thôi đi, chẳng phải con yêu công việc hơn ta sao? Hay là con cảm thấy hơi áy náy khi đưa ta vào viện dưỡng lão, nên đưa ta đi một vòng hả? Nếu thế thì không cần thiết đâu. Con đã nói là không phải thế rồi mà mẹ. Con hứa con sẽ dành cả ngày hôm nay cho mẹ mà, và nói với mẹ biết điều này. Con biết mẹ buồn vì thời gian qua con bận công việc, không quan tâm mẹ được nhiều. Tất cả chỉ vì con cần một số tiền lớn. Sao lại mù mịt như thế này nhỉ? Rõ ràng không có lời cảnh báo thời tiết nguy hiểm nào mà. Trời ơi, sao như siêu bão vậy? Làm sao bây giờ? Mẹ yên tâm đi, có con ở đây rồi. Hình như là bị mất điện rồi, phải làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Mẹ ơi, mẹ đừng quá lo lắng. Chúng ta dừng ở đây một chút, lát nữa mọi thứ sẽ ổn thôi. Không sao đâu Bon à, có cô ở đây rồi. Trời ơi, không, mưa đá con ơi. Sao lại thế này chứ? Mẹ à, mẹ cứ ngồi yên ở đó nha, ở yên trong xe sẽ an toàn thôi. Mẹ ơi, mẹ cúi xuống. Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ. Fiona, Fiona, con có sao không? Tỉnh dậy đi con, chúng ta an toàn rồi. Cấp cứu, làm ơn tới đây cứu chúng tôi. Tôi đang ở... Fiona, cố gắng lên con. Ba ngày sau. Khăn, để mẹ lấy khăn lau cho con. Ổ bụng xuất hiện khối u bất thường. Fiona, Fiona. Sao vậy mẹ? Có chuyện gì vậy Jenny? Sao lại có phóng viên? À, hôm trước vào thăm cậu trong bệnh viện á, tớ thấy vết thương trên lưng với vai của cậu. Tớ có chụp hình lại và đăng lên mạng xã hội. Không ngờ lại có nhiều người quan tâm và chia sẻ đến thế. Cho nên... Ngay sau khi tấm hình được đăng lên, có rất nhiều người đã dành những lời khen ngợi đặc biệt dành cho cô. Nhiều bậc cha mẹ gọi cô là chiến binh thật sự. Điều gì khiến một người phụ nữ yếu đuối có thể làm được điều đó? Tôi nghĩ ai ở hoàn cảnh đó cũng đều làm như tôi thôi. Mọi người quá khen rồi. Cô đừng quá khiêm tốn mà. Giờ đây rất nhiều người đã biết đến hành động dũng cảm của cô để bảo vệ bà Marie và cô bé Bon trong cơn mưa đá khốc liệt vừa rồi. Hả? Thật vậy sao? Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình không còn cách nào khác. Cô Fiona, tôi là đại diện cho những cán bộ của thành phố Mắc Hay. Lãnh đạo thành phố đã quyết định đề cử tặng cô giải thưởng dũng cảm đặc biệt và trao cho cô huân chương vì hành động anh hùng của mình. Chúc cô mau chóng bình phục. Tôi không dám nhận mình là anh hùng đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng những gì tôi làm chỉ là trách nhiệm của người con bảo vệ mẹ của mình. Trách nhiệm của một người lớn chở che đứa trẻ mới 2 tuổi trong cơn bão khủng khiếp ấy. Thật là một cô gái với vẻ bề ngoài nhỏ bé, nhưng lại là một chiến binh phi thường. Có gì đâu, xe của tôi nếu hỏng thì có thể sửa chữa và thay thế. Vết thương trên cơ thể của tôi cũng dần dần sẽ bình phục. Điều quan trọng là mẹ của tôi và đứa bé kia vẫn được an toàn. Fiona, vậy còn tờ giấy khám kia là sao? Sao con đi khám mà không nói với mẹ? À, con chưa kịp nói với mẹ thì cơn bão ập tới. Con đã nghĩ con không còn nhiều thời gian
nên con cố gắng kiếm tiền để mẹ có thể sống tốt nhất dù không có con bên cạnh. Con đã dùng cả bản thân bé nhỏ của mình để bảo vệ ta và đứa trẻ. Vậy mà... Giờ không sao rồi mẹ ơi. Bác sĩ thông báo đó chỉ là khối u bình thường mà chỉ cần tiểu phẫu là ổn thôi mà. Hành động dũng cảm của Fiona Simpson đã khiến thủ tướng của bang Queensland Anastasia Palacios quyết định đề cử tặng cô giải thưởng dũng cảm đặc biệt. Câu chuyện chứng minh tình người vĩ đại như thế nào trong những thử thách cam go nhất. Nơi tình yêu bắt đầu. Cháu muốn mượn ông một cuốn sách, mà thấy ông đang ngồi trầm tư nên cháu không muốn đánh tiếng. Không sao, cháu đã tìm được quyển sách cần tìm chưa? Ôi, một tấm ảnh cũ. Nhưng người bên cạnh ông là ai vậy ạ? Cháu mang đến đây ông xem nào. Là Maria. Đó là một mối tình đầu khó quên đối với ông. Thành phố Chicago, 50 năm trước. Chào anh Peter. Hôm nay anh muốn dùng gì? Hay vẫn như mọi khi? Quán em hôm nay có món mới, thịt bò sốt tiêu đen. Anh muốn dùng thử không? Vâng. Tôi rất thích cô. Không. Tôi không thích cô. Ấy không, không phải. Ý của tôi là tôi rất thích lời đề nghị của cô. Em hiểu ý của anh mà. Anh ngồi đây đợi tí nha, đồ ăn sẽ ra ngay. Mình lại phạm một sai lầm rồi. Bao nhiêu lần định ngỏ lời với cô ấy mà chưa được. Peter, anh vẫn còn ở đây à? Maria, thật ra hôm nay anh đến đây là để anh đã để ý tới em từ rất lâu rồi. Kể từ lần đầu tiên anh gặp em ở quán ăn này, vẻ đẹp của em, sự dịu dàng của em đã rất gây ấn tượng với anh. Anh thực sự rất thích em. Làm bạn gái anh được không? Em đồng ý. Thực ra em cũng chờ ngày này lâu lắm rồi. Vậy tại sao ông bà lại chia tay vậy ạ? Tất cả là một câu chuyện dài. Nhưng ông đã làm việc có lỗi với bà ấy. Trong suốt 50 năm qua, ông luôn nợ bà ấy một lời xin lỗi. Lời xin lỗi? Vậy sao ông không tìm gặp bà Maria để nói ạ? 50 năm đã trôi qua, bà ấy cũng đã chuyển đi chỗ khác rồi, không để lại thông tin liên lạc cho bất kỳ ai cả. Vậy còn quán ăn nơi bà ấy làm việc, nơi quen thuộc của ông bà? Ông đã quay lại quán ăn để có hy vọng có thể gặp bà ấy, nhưng cũng đã quá muộn. Khi đến đó, ông được biết là quán ăn cũng đã đóng cửa sau khi ông bà chia tay 3 năm. Sau đó, ông đã đi khắp thành phố Chicago hỏi những người quen của bà ấy, nhưng không ai biết bà ấy đã chuyển đi đâu. Thế là ông đã bặt tin của bà Maria cho đến tận bây giờ. Cháu vừa nghĩ ra được một cách để giúp ông có thể tìm lại bà Maria. Boston, Mỹ. Bài viết có tựa đề: Tôi muốn gặp lại cô gái trong bức ảnh để có thể nói một lời xin lỗi. Peter Vanderson liền được chia sẻ một cách nhanh chóng. Số lượt like, comment, chia sẻ tăng lên chóng mặt ở trên Facebook. Bức hình này hình như mình đã thấy ở đâu rồi. Bà ơi, bà xem nè. Sao cháu lại có bức ảnh này? Không phải là cháu có đâu, mà là người có tên nick Facebook là một người tên là David Vanderson đã đăng nó lên mạng xã hội. Có phải cô gái trong ảnh là bà đúng không bà? Đúng là chuyện từ rất lâu rồi. Vậy cháu có thể nói rõ hơn cho bà biết là bài viết đó nói cái gì không? Bài viết này là bài viết nói rằng ông Peter Vanderson đang muốn tìm gặp lại mối tình đầu của mình để có thể nói một lời xin lỗi với cô ấy. Cháu nói tên người muốn tìm bà là Peter Vanderson à? Dạ đúng rồi thưa bà. Hay để cháu hẹn gặp, bà thử gặp ông ấy một lần
biết đâu ông ấy có lời giải thích thì sao? 50 năm rồi, bà không muốn nghe một lời giải thích từ một kẻ phản bội đâu. Ông ấy đã chia tay với bà. Sao mấy hôm liền Peter không đến? Ôi Peter à, anh làm em lo quá. Sao mấy hôm nay anh... Maria, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Maria, hãy nghe anh nói nè. Anh muốn chúng ta chia tay. Cái gì? Chia tay? Phải, anh muốn chúng ta chia tay. Anh phải đi đây. Từ nay anh sẽ không đến gặp em nữa. Peter! Peter! Chưa nghe được lời giải thích, vài ngày sau đó, Maria đã đáp chuyến bay tới LA, nơi mà Peter mới chuyển đến. Xin chào, cô tìm ai? Đây có phải là nhà của anh Peter Vanderson không ạ? Đúng rồi. Vâng, tôi đến tìm anh Peter ạ. Vậy thì mời cô vào nhà uống chút nước, tôi sẽ gọi anh ấy ra. Cô chờ anh ấy một chút nha, anh ấy sẽ vào ngay. Giới thiệu với cô, tôi tên là Natalie, Natalie Vanderson. Maria, em làm gì ở đây vậy? Tôi đã mong rằng chỉ là tên trùng tên. Tôi đã ngu ngốc trông đợi điều gì cơ chứ? Tại sao anh có thể phản bội tôi như vậy? Vì cô ta sao? Chúng tôi thật sự yêu nhau, và anh ấy thật sự yêu tôi mà. Cô trật tự đi, cô không có quyền xen vào cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Peter à, anh nói đi. Maria, anh chưa bao giờ thực sự yêu em hết. Đồ tồi tệ. Anh và cả cô ta là những cái tệ bạc và xấu xa nhất. Chuyện là như vậy đó. Và chẳng bao giờ muốn gặp lại cái người đàn ông tệ bạc đó nữa. Mối tình của bà và ông Peter đang thật đẹp, mà lại có kết thúc như vậy. Bà đã quên nó từ lâu lắm rồi, và cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì. Xin chào, cho hỏi anh có phải là David Vanderson không? Vâng, là tôi, David đây. Cô có phải là Lily Lynn đúng không? Mời cô ngồi. Vậy tôi tin rằng giữa ông tôi và bà của cô đang có hiểu lầm gì đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Giờ tôi có một cách để có thể để ông bà chúng ta gặp nhau. Vậy thì còn gì bằng. Bà tôi đã sống với vết thương lòng suốt bao nhiêu năm nay. Dù sự thật là gì, nếu được gặp ông Peter, biết đâu hiểu lầm đó sẽ được gỡ bỏ. Tôi cũng muốn được biết chuyện gì đã thật sự xảy ra. Vậy cách đó là như thế nào? Lily à, rốt cuộc là cháu đưa bà đi đâu vậy? Có lẽ lâu lắm cháu không đến Chicago nên bị nhầm lẫn đường hết đó bà. Cháu đói quá, hay là bà cháu mình ghé vào quán ăn nào đó ăn chút gì nha bà. Nơi này là... Có chuyện gì phải bà? Không, không có gì. Thật là lạ, mình tưởng nơi này đã đóng cửa rồi, nhưng nó thật sự vẫn như 50 năm về trước, quen thuộc đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Maria, có phải là Maria Lynn không? Maria, đúng là Maria rồi. Peter Vanderson, sao anh lại ở đây? Chuyện này là như thế nào? Cháu chào bà. Cháu là David, là cháu trai của ông Peter ạ. Tôi không muốn gặp lại ông. Ông về đi. Nếu đã đến đây rồi thì chúng ta cùng ngồi xuống đi. Cho tôi một tách trà nóng với hai gói đường ở ngoài nha. Còn tôi một tách Americano nóng. Có vẻ như khẩu vị của em vẫn không thay đổi. Đó có lẽ là một thói quen khó bỏ, Peter ạ. Giống như những việc mà ông đã gây ra cho tôi, khó mà cho vào lãng quên được. Em thật sự vẫn hận anh đến vậy sao? Maria à,
Em có để ý trong thời gian chúng ta yêu nhau, anh chưa hề nói với em công việc của anh là gì. Peter, trong nhiệm vụ mới lần này, cậu phải kết hôn với Natalie, cũng là một trong những đặc vụ của chúng ta. Nhiệm vụ của hai người là điều tra một nhóm xã hội đen đang kinh doanh ma túy mạng lưới rộng ở đây. Vâng, tôi hiểu thưa sếp. Tốt, để có thể đảm bảo an toàn và thuận lợi cho nhiệm vụ, chúng tôi sẽ tạo cho hai người hai thân phận mới để đột nhập vào tổ chức đó. Cậu cần cắt đứt mọi quan hệ với những người quen hay thậm chí là người yêu của cậu. Cậu chắc hiểu mình cần phải làm gì rồi chứ? Dạ vâng, thưa sếp. Chuyện là như vậy đó Maria, nên vào thời điểm đó anh không thể nói rõ ràng mọi chuyện với em được. Giờ mong em có thể hiểu được nỗi khổ của anh lúc đó. Vậy là cô gái em gặp ở nhà anh lúc đó chính là Natalie, đồng nghiệp của anh sao? Đúng vậy. Nhiệm vụ đó thực sự không hề đơn giản. Bọn anh đã phải mất 10 năm mới có thể đưa toàn bộ được đường dây xã hội đen đó ra ánh sáng. Vậy gia đình hiện tại của anh, người cháu David hiện tại của anh thì sao? Như anh đã nói, về yêu cầu của nhiệm vụ, vở kịch phải diễn rất thật. Bọn anh có con, David là cháu ruột của anh và Natalie. Nhưng Maria, mong em hiểu cho, cả hai bọn anh lúc đó đều vì yêu cầu của nhiệm vụ. Cả hai cũng nhận thấy trong công việc này sẽ không bao giờ có cơ hội để có thể có được hạnh phúc cho riêng mình, nên bọn anh vẫn chọn tiếp tục cuộc sống hôn nhân như vậy. Vậy em chấp nhận lời xin lỗi của anh chứ? Vậy Natalie, cô ấy giờ sao rồi? Natalie đã mất vì bị thương nặng trong một lần làm nhiệm vụ khác sau đó. Nè Peter à, xin anh hãy bình tĩnh lại. Tôi biết anh yêu cô ấy rất nhiều. Đây là nơi tình yêu của chúng mình bắt đầu. Khoảng thời gian không ở bên cạnh em, anh cũng vô cùng đau khổ. Và hơn hết, anh luôn dằn vặt mình vì đã gây tổn thương cho em. Nhưng em hãy nhìn xem, anh vẫn nhớ như in những thứ liên quan tới em. Từng đồ vật ở đây đều là những kỷ niệm không bao giờ anh quên được. Thật không ngờ quán ăn này đã qua thời hoàng kim của nó rồi sao? Ông không ngờ rằng nó lại bị bỏ hoang như thế này. Nhìn nó trông thật buồn quá. Maria đã rất thích và yêu quý nó, nhưng có lẽ vì ông mà cô ấy đã bỏ đi và không bao giờ quay lại quán này nữa. Ông ơi, cháu có ý này, hay chúng ta mua lại quán ăn và tu sửa nó lại giống hệt như xưa đi. Nó thật sự rất hay. Ý kiến của anh hay lắm. Hy vọng hai ông bà sẽ giải tỏa được hiểu lầm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.